Chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em sẽ khui thùng bộ giải mã DAC Onkyo DAC 1000 nha. Trong này thì nó sẽ sử dụng là chip giải mã DAC Penround và khả năng giải mã của nó lên tới là 32 bit 192 kHz. Cộng kết nối USB, cộng kết nối cộng quang nha. Con này về trong tình trạng đẹp trong đanh, full thùng shop luôn. Rồi đây là catalog của nó đây. Onkyo DAC 1000. Còn cả giấy siêu thị luôn. Và là dây nguồn dây theo máy. Rồi full thùng shop nha. Và đây là bộ giải mã DAC Onkyo DAC 1000. Em vừa khui thùng với nha anh em. Đây là một thiết bị âm thanh cao cấp của hãng Onkyo. Nó là bộ giải mã đa năng được thiết kế để nâng cao chất lượng âm thanh cho các thiết bị phát nhạc như là đầu đĩa CD, máy tính hoặc là đầu phát nhạc số với kết nối rất là đa dạng. Với kết nối đầu vào là cổng quang, cổng console và đặc biệt là cổng USB, anh em có thể sử dụng nó để làm sao các âm thanh rất là hay. Và với khả năng để giải mã định dạng âm thanh hiện đại như là DSD, Wave, Plug và các định dạng Dolby khác thì bộ giải mã DAC Onkyo được cung cấp chất lượng âm thanh với độ phân giải cao, rõ ràng và nó sẽ đem cho người dùng những trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Và đặc biệt là bộ giải mã DAC Onkyo thì nó sử dụng chip giải mã DAC Penround BCM1795 của Texas. Đây là một trong những chip giải mã DAC chất lượng cao phổ biến trong các sản phẩm âm thanh high-end. Và với chip giải mã DAC Penround 1795 thì nó sẽ hỗ trợ độ phân giải lên tới là 32 bit 192 kHz. Và đây là cái logo của nó đã ghi trực tiếp phía trước máy luôn nha, 192 kHz 32 bit. Đây là độ phân giải rất là cao và nó sẽ có khả năng để tái tạo âm thanh chất lượng cao. Nhưng bộ giải mã DAC thông thường thì nó chỉ tầm là 24 bit mà thôi. Ngoài ra, chip giải mã DAC 1795 thì nó sẽ có khả năng để xử lý tín hiệu số với độ chính xác cao và giảm nhiễu trong quá trình giải mã DAC, giúp cải thiện chất lượng âm thanh và tái tạo âm thanh trung thực. Và ngoài cái chip giải mã DAC bên RAM 1795 cao cấp thì bên trong máy nó sử dụng luôn một cái biến áp hình xuyến chất lượng cao, nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh trong trẻo và ngọt ngào. Đó là tất cả những cái tính năng độc đáo của hãng Onkyo đầu tư cho chiếc giải mã DAC 1000. Ngoài ra, với bộ giải mã DAC này thì nó cũng có khả năng để tăng cường âm thanh, giúp cải thiện chất lượng âm thanh cho các thiết bị phát nhạc chất lượng thấp hơn. Và bộ giải mã Onkyo này thì nó sẽ kết hợp với những thiết bị cao cấp như là âm ly, loa để tạo một cái hệ thống âm thanh rất là tuyệt vời. Ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ có thiết kế rất là trang nhã nha, mặt phay nhôm màu bạc trắng rất là đẹp. Về kích thước chiều ngang của máy là 215mm và chiều cao là 93mm và chiều sâu của nó là 295mm, trọng lượng là 3,7kg. Và nó sẽ hỗ trợ cổng kết nối đầu vào như là USB, Type-B, Console, Optical và một cái cổng chuyên nghiệp cho các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp là AES và EBU. Đó là các thiết bị chuyên nghiệp thì nó mới có cái cổng này, thì chút nữa em sẽ quay kết nối phía sau. Còn các cổng ra thì nó sẽ có cổng ba lăng nè, hoặc là cổng in ba lăng đầy đủ luôn. Thì chỉ những cái thiết bị cao cấp thì mới thiết kế cổng ba lăng nha. Và đây là một trong những thiết bị âm thanh chuyên nghiệp để giải mã DAC lên tới là 32 bit. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của bộ giải mã DAC Onkyo cùng với một chiếc âm ly xăng xui AU303R trong tình trạng đẹp long lanh hết luôn nha. Và để thay đổi các ngõ vào thì anh em nhấn giùm em là nút mũi tên lên xuống nha. Hiện tại là em đang kết nối là cổng quang, cổng optical 1 nha. Màn hình sáng rõ nha. Optical 1 nè, optical 2 nè. AES, EBU, cổng tín hiệu nhạc số chuyên nghiệp. Cổng console 1, cổng console 2, optical đầy đủ luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ phát nha. Gió lại cành cây ngang đồng, hát câu
âm rõ ràng, tách tập và chi tiết nha nè. Rồi đây là cận cảnh mặt trước của máy đây. Mặt phay nhôm màu bạc trắng, rất là sang trọng nha. Full thùng xốp đẹp long lanh như mới nha. Rồi kết nối phía sau của bộ dây máy DAC Onkyo. Onkyo DAC 1000 điện áp 100V và công suất là 15W. Made in Malaysia. Đây là cổng quang, quang in 1, in 2, có cả quang out luôn. Đây là cổng USB, anh em có thể sử dụng để làm sao cạc âm thanh cũng như là ta kết nối với những cái đầu kết nối OTG để kết nối với điện thoại cũng được nha. Và đây là cổng nhạc số chuyên nghiệp AES và EBU. Hai cổng có show in 1, in 2 và hai cổng AV và hai cổng ba lăng. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh, full thùng xốp nha. Rồi đang ghép với chiếc âm ly Sansui AU303R cũng đẹp long lanh luôn. Con này thì có khiển kim thơ máy Made in Japan, điện áp 100V và công suất là 130W, cũng đẹp long lanh luôn nha. Rồi với chiếc ly này thì em sẽ bán là 3,2 triệu nha. Và với bộ giám mã DAC Onkyo 1000 với thiết kế sang trọng, vỏ nhôm sáng bóng, màn hình hiển thị LCD rất là rõ nét nha, và đầy đủ tất cả các cổng kết nối, bộ giám mã DAC Onkyo 1000 là một trong những sản phẩm giám mã chất lượng cao, rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Và bộ giám mã của nó tính rất là cao, 192kHz 32bit nha, chất âm khá là hay, đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng từ chip giám mã DAC cho tới phí mặt bên trong. Thông tin của con DAC 1000 thì có rất nhiều thông tin ở trên mạng thì anh em có thể tham khảo thêm. Và hôm nay em sẽ để một cái giá cực tốt luôn để cho anh em sở hữu chiếc bộ giám mã DAC Onkyo 1000 với giá là 6.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, một cái giá cực tốt luôn nha. Vào thời điểm trước đó thì giá con này thì tầm khoảng là 8 triệu nha anh em. Thì anh em nào sở hữu thì có thể liên hệ em với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh, ủng hộ em với lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.